Ngày 24 tháng 10, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cảnh báo một vùng áp thấp mới đang nằm ở phía đông đảo Mindanao và có khả năng phát triển thành một cơn bão nhiệt đới. Vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc Mindanao, cách bờ biển khoảng 2.295 km. Vùng áp thấp này được dự báo sẽ đi vào khu vực dự báo của Philippines trong ngày 24 hoặc sáng ngày 25 tháng 10 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Và khi đó được gọi bằng tên địa phương là Leon. Cảnh báo này đã được cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines đưa ra khi bão Chami vẫn còn hoành hoành trên đảo Luzon. Sau khi đổ bộ vào thị trấn Divilacan ở đông bắc tỉnh Isabela sáng cùng ngày. Thời điểm đổ bộ, bão Chami duy trì sức gió 95 km/h, cấp 10, tốc độ gió giật lên tới 115 km/h, cấp 11 và di chuyển với tốc độ 15 km/h bão Chami đã gây ra mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và lở đất trên diện rộng trên đường nó đi ngang qua đảo Luzon của Philippines, khi ít nhất 26 người thiệt mạng. Chính phủ Philippines đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và trường học nằm trên đường đi của cơn bão đóng cửa để đề phòng mưa lớn và lũ lụt. Cơ quan phòng thủ dân sự cho biết hơn 163.000 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, phần lớn ở vùng Bicol, nơi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà gỗ hàng chục chuyến bay đã bị hủy do ảnh hưởng của bão Chami. Theo cơ quan thời tiết Philippines, bão Chami sẽ rời đất liền vào tối cùng ngày và rời khỏi ba vào chiều ngày 25 tháng 10. Ngay sau đó, Chami sẽ mạnh trở lại khi di chuyển vào Biển Đông trước khi tiến về đất liền Việt Nam. Mặc dù có khả năng, cơn bão nhiệt đới này sẽ vẫn là một cơn bão nhiệt đới mạnh trong năm ngày tới, nhưng khả năng nó được nâng cấp thành bão cuồng phong vẫn không bị loại trừ. và bão Trần Bi được dự báo sẽ vào Biển Đông trong ngày mai và trở thành cơn bão số 6 và sau đó sẽ di chuyển vào hướng Biển Trung của nước ta. Và một điều đáng nói đó là trong những ngày tới, gió mùa Đông Bắc cũng sẽ liên tục về. Nhiều người đặt câu hỏi là không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến bão Trà Mi theo cách nào, có làm thay đổi hướng đi và hướng di chuyển của bão hay không? Ngay sau đây là tìm hiểu của phóng viên Chào Buổi Tối. Theo các dự báo hiện tại, bão Chami sẽ đi vào Biển Đông ngay trong ngày 24 tháng 10 hoặc dạng sáng 25 tháng 10 và trở thành cơn bão số 6. Tại Biển Đông, cơn bão này tăng cường độ trong khi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sẽ đến gần miền trung nước ta ngày 27-28 tháng 10. Theo các chuyên gia, các cơn bão lấy năng lượng từ nhiệt và hơi ẩm nên không khí lạnh khô sẽ nhanh chóng chặn đứng sự phát triển của bão. Ngay cả khi có nước biển ẩm và ấm thì không khí lạnh khô vẫn có thể làm suy yếu cơn bão từ bên trong. Như vậy dù bão Trà Mi mạnh lên ở Biển Đông, đạt sức gió tối đa là 100 đến 110 km giờ, cấp 10, cấp 11, nhưng nó có thể yếu đi khi đến gần nước ta do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Bão yếu đi trong trường hợp này, tức là sức gió yếu đi, nhưng sự tương tác với không khí lạnh lại có thể khiến bão gây mưa nhiều hơn. Cơ quan khí tượng nhận định có khả năng mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành miền Trung nước ta từ 26 đến 27 tháng 10. Mưa có thể sẽ kéo dài đến hết tháng tùy theo diễn biến của bão. vâng và đáng nói thì khu vực miền trung của nước ta cũng sẽ chính thức bước vào cao điểm mưa lũ của năm khi hiện tượng La Nina quay trở lại và diễn biến thiên tai khu vực này cuối năm ra sao và đâu sẽ là loại hình thiên tai mà người dân cần hết sức phải lưu ý quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung đáng chú ý này trong tiểu mục chuyện tối nay ở phần sau của chương trình thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người dân ở huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng phản ánh hiện trạng quả đồi trên địa bàn xuất hiện vết nứt rộng chạy dài từ đỉnh đồi xuống đến hàng chục mét Vâng, và được biết là tình trạng này thì xuất hiện sau nhiều trận mưa lớn. Người dân tại đây thì đang vô cùng hoang mang lo lắng vì sạt lở đất hoàn toàn có thể xảy ra và gây thiệt hại lớn. Vết nứt đồi đất sản xuất nông nghiệp ở xóm Cốc thôn 4, xã Lộc Tân xuất hiện sau những trận mưa lớn, nơi rộng nhất khoảng 1,5 m, sâu nhiều mét, chạy dọc từ đỉnh đồi xuống vườn ở bên dưới và giữa đỉnh đồi xuất hiện một số vết nứt độ hở biên độ từ 20 đến 40 m, 40 cm. Con đường dẫn vào khu dân cư xuất hiện nhiều điểm sạt lở, các bờ ta luy dương và âm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và xe qua lại. Một hộ dân tại khu vực này cho biết trên địa bàn có khoảng 20 hộ dân canh tác. Người dân hiện dựng tròi, nhà tạm, ở để mà chăm sóc canh giữ cây trồng. Vào những ngày thu hoạch chè, cà phê, nơi này thì có tới hàng trăm lượt người ra vào. Mưa liên tục trong thời gian vừa qua gây ra tình trạng sạt lở và đá tảng thì đã lăn xuống đường khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng. trong ngày 23 tháng 10, cơ quan chức năng của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến khảo sát và nhận định vết nứt trước đây là rãnh nước từ trên đồi đổ xuống giữa hai vườn của hộ dân. mưa lớn lâu ngày gây ra tình trạng sói mòn đất và chính quyền cũng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở quả đồi và dọc tuyến đường dân sinh để người dân hết sức phòng tránh. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa dập tắt đám cháy ở chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Đây là ngôi chùa có niên đại hơn 800 năm và có bệ đá hoa sen được công nhận là di sản văn hóa bảo vật quốc gia. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 10 giờ ngày 23 tháng 10 tại chùa chính. Sau khi nhận tin báo về đám cháy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lũng phối hợp tổ phòng cháy chữa cháy tại chỗ và các đơn vị liên quan nhanh chóng dập lửa. Khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều đồ dễ cháy gây khó khăn cho công tác dập lửa. Phải hơn một giờ sau ngọn lửa mới được khống chế. Theo nhà chức trách, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song chùa chính bị hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chùa Xuân Lũng tọa lạc tại xóm chùa xã Xuân Lũng được xây dựng khoảng đầu thời Trần, đã trải qua nhiều lần tu sửa. Chùa được tu sửa lớn nhất vào năm 1626 và lần gần đây nhất vào tháng 4 năm 2021. Chùa Phổ Quang có niên đại trên 800 năm và còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị trong đó có bệ đá hoa sen từ thời nhà Trần, được coi là bảo vật quốc gia. Mới đây, thông tin y tế ghi nhận một người đàn ông 51 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Định tử vong do dương tính với cúm AH1PDM sau 5 ngày khởi phát triệu chứng. Vậy thì cúm AH1PDM là gì? Có đáng lo ngại hay không? Sau đây là chia sẻ của các chuyên gia. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Định báo cáo Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Bình Định về trường hợp của người đàn ông 51 tuổi ngụ tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, tử vong vào ngày 17 tháng 10 do nhiễm cúm ah 1 pdm sau khi có triệu chứng khởi phát bệnh bao gồm mệt, ho, sốt, nhức mỏi toàn thân vào ngày 12 tháng 10. Theo Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, giảng viên cao cấp khoa y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cúm AH1N1 PDM09 là virus cúm có thành phần kháng nguyên là hemagglutinin 1 và neuramin D1. Được phát hiện đầu tiên trong đại dịch cúm vào năm 2009. Tuy nhiên sau đại dịch 2009 thì virus này đã trở thành virus thông thường lưu hành trong cộng đồng. Vì bản chất là virus cúm mùa nên thường chỉ gây bệnh nặng ở người lớn tuổi trên 65 tuổi và có bệnh lý nền. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá lo ngại về căn bệnh này và để phòng bệnh cúm mùa, cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân hết sức đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi mà hắt hơi và thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch, cũng như là vệ sinh mũi họng bằng nước à, muối, à, tiêm vaccine cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng chống cúm và lưu ý là chúng ta nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng và sức đề kháng. Và người dân cũng không tự ý mua thuốc cũng như sử dụng thuốc kháng virus như là Tamiflu mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.